Ok, chào mừng anh em đến với tình huống giao thông ngày hôm nay. Chúng ta sẽ theo dõi ngay sau đây rồi. Vâng, anh em nhìn thấy gì chưa? Nhìn thấy cái gì chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ tua lại để anh em xem nhé. Rồi, một chiếc ô tô, một chiếc xe tải. Rồi, hình như là một chiếc xe tập lái. Đi ra đường và trải nghiệm đường trường. Thế nhưng mà không hiểu là thầy cho trò quay đầu kiểu gì và quay đầu cực kỳ ẩu. Đây 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 đây, một chiếc xe tập lái biển 19C 2 19C 20018. Và không hiểu rằng là thầy dạy cho kiểu gì. Nhưng để xảy ra tình huống như thế rồi lại không dừng xe lại mà có ý định là bỏ đi các bạn ạ. Có ý định là bỏ đi cho đến khi mà người có camera hành trình này phải nói tác động đến thì có lẽ rằng mới dừng lại. Đấy, anh em có thể xem lại cái tình huống này. Và đây, không hiểu rằng là người thầy này sẽ giáo dục cho trò của mình nó thành cái thể loại lái xe gì mà tôi cũng không thể nào hình dung ra được sau này trò sẽ ra đường như thế nào. Tôi nói thật đây, tôi phải gọi là cái thằng thầy nha, anh chị em chúng ta thông cảm nha, một cái thằng thầy phải nói rằng là nó thực sự là mất dạy luôn. Anh em thông cảm, đấy. Rất là thẳng thắn là như vậy cho nó vuông.